bây giờ các con cháu nghe nè, cái tiền á mà các bảo trợ cho các cháu đi học ở đây miễn phí không tốn tiền đó, là tiền này là của những người mạnh thường quân, là những người bà con người Việt Nam ở nước ngoài họ gửi đến gom lại để mà bảo trợ cho các con các cháu. À, thì bây giờ đó là như là chúng đây chỉ là cái người đại diện đến đây đem quà của những người mạnh thường quân, các cô các bác ở nước Mỹ đem đến xin đây cho các con thôi. Bây giờ các con các cháu nói cảm ơn mạnh thường quân đi nha. Rồi, cảm ơn các con nhiều lắm. Bây giờ thì quà này cũng là quà của mạnh thường quân gửi cho các con các cháu. Bây giờ thì tập này đã nhận thì đã học cái giỏi rồi, hy vọng là mai mốt đây các cháu sẽ học khá hơn. Đứa nào muốn làm bác sĩ thì có cơ hội làm bác sĩ, và đứa nào mà học cao hơn nữa mà có cái chí muốn học cao hơn nữa mà thiếu tiền thì hậu sẽ cố gắng giúp cho các con đi học. Đứa nào mà muốn đi học thì sẽ được học, thì cố gắng nha. Nhưng mà quan trọng là về nhà phải nghe lời ba mẹ, nghe chưa? Ba mẹ nói sao phải nghe lời, cái đó là quan trọng nhất. Tại ba mẹ đi làm cực khổ nuôi mình thì mình phải nghe lời ba mẹ cho ba mẹ được vui đi làm đỡ mệt, nghe chưa? Rồi, cảm ơn các con. Rồi bây giờ thì để xếp hàng đi, từ từ ra ngoài đó nha. Anh đi trước đi. Dạ con lên ra trước, ra từ từ ra ngoài đó. Tôi thầy giáo Hiển sống ở đất nước Campuchia, hôm nay được sự tận tình trợ giúp của quý vị mạnh thường quân và trong hiệp hội thiện nguyện vì dân ở Hoa Kỳ đến để tiếp giúp tạo điều kiện phương tiện cho các em được đi học tiếng Việt để mở mang trí hóa cho các em. Tôi không biết nói gì hơn, xin thay mặt các phụ huynh có con em đang học lớp học này để tỏ lòng chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, quý vị trong hiệp hội vì dân ở Hoa Kỳ và tiếp giúp, và chúng tôi cũng mong là sự tiếp giúp này sẽ đem lại hiệu quả cho đời sống của các em sau này khi lớn lên, và chúng tôi cũng mong quý vị tận tình tiếp giúp, vì đa số dân Việt Kiều sống nơi Campuchia chúng tôi đều là ở trong hoàn cảnh rất nghèo, nó rất nghèo. Do đó thầy trò chúng tôi cũng nguyện cố gắng, tôi thầy giáo đang cố gắng dạy, và các em cũng nguyện chăm chỉ học để không phụ lòng sự trợ giúp của các quý vị. Thì hôm nay xin quý vị nhận lời cảm ơn của tôi xin gửi đến toàn thể quý vị nào đã có công góp sức góp của để giúp cho các em được đi học như ở Campuchia. Lớp sách nặng chữ của tôi hiện tại, tôi xin chân thành cảm ơn.